hoặc trải qua ước năm, hoặc Azuda ước năm, hoặc Nazotha ước năm, hoặc trải qua nửa kiếp, hoặc trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp, cho đến bất khả thuyết số kiếp, nhiều nhất số hạt bụi cõi Phật. Thiện tài đồng tử, lại biết các đức Phật đó dùng đủ thứ sự hiểu biết để thanh tịnh, trị lý tất cả các nguyện. Lại biết các đức Phật đó dùng nguyện thanh tịnh để thành tựu mười lực. Lại nhìn thấy các đức Phật đó tùy thuận tâm chúng sinh mà thị hiện ra sắc tướng để giáo hóa chúng sinh. Lại nhìn thấy lưới đại quang minh của các đức Phật đó, đủ thứ các màu sắc khác nhau đều thành tịnh viên mãn. Lại biết trí huệ đại quang minh lực vô ngại của các đức Phật đó. Thiện tài đồng tử lại tận mắt thấy thân của mình ở trong đạo tràng của các đức Phật trải qua một ngày đêm, hoặc bảy ngày đêm, nửa tháng, một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, có trải qua ước năm, hoặc Azuda ước năm, hoặc Nazotha ước năm, hoặc trải qua nửa kiếp, hoặc trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp, cho đến bất khả thuyết số kiếp, nhiều nhất số hạt bụi cõi Phật. Trong phẩm Hạnh Phổ Hiền thứ 36 có nói, thấu đạt các thế gian giả danh không có thật, chúng sinh và thế giới như mộng như hình bóng. Đối với các pháp thế gian, chẳng sinh thấy phân biệt, khéo lìa chấp phân biệt cũng chẳng thấy phân biệt. Vô lượng vô số kiếp, hiểu tức là một niệm, biết niệm cũng không niệm, như vậy thấy thế gian. Vô lượng các cõi nước, một niệm đều vượt qua, trải qua vô lượng kiếp, chẳng động nơi bổn xứ. Không thể nói các kiếp, túc khoảnh khắc tu du. Đoạn kinh văn này miêu tả cảnh giới trải qua của thiện tài đồng tử. Bây giờ thiện tài đồng tử vì được trí quang minh giải thoát, Bồ Tát Vô Thắng Tràng Chiếu Đế nên đắc được tam muội quang minh tỷ lô giá na tạng. Vì được tam muội quang minh vô tận trí giải thoát chiếu đến nên đắc được đà la ni quang minh phổ nhiếp các phương. Vì được đà la ni quang minh kim quang luân chiếu đến nên đắc được tam muội quang minh cực thanh tịnh trí huệ tâm. Vì được ban nhã bà la mật quang minh phổ môn tràng nghiêm tạng chiếu đến nên đắc được tam muội quang minh phật hư không tạng luân. Vì được tam muội quang minh nhất thiết Phật pháp luân chiếu đến nên đắc được tam muội quang minh ba đời vô tận trí. Lúc đó thiện tài đồng tử vì được trí huệ quang minh giải thoát Bồ Tát Vô Thắng Tràng của tiên nhân tỷ mục cổ sa chiếu đến nên đắc được tam muội quang minh tỷ lô giá na tạng chiếu khắp tất cả mọi nơi. Lại vì được tam muội quang minh vô tận trí giải thoát chiếu đến nên đắc được đà la ni quang minh phổ nhiếp các phương. Lại vì được đà la ni quang minh kim cang luân chiếu đến nên đắc được tam muội quang minh cực thanh tịnh trí huệ tâm. Vì được bát nhã bà la mật quang minh phổ môn tràng nghiêm tạng chiếu đến nên đắc được tam muội quang minh phật hư không tạng luân. Vì được tam muội quang minh nhất thiết Phật pháp luân chiếu đến nên đắc được tam muội quang minh ba đời vô tận trí. Đây là do đắc được hư không tạng luân, tức tất cả Phật pháp viên mãn tịch chiếu. Dùng trí huệ chiếu tâm này thì trí cùng khắp ba đời vô tận nguồn pháp. Bấy giờ vị tiên nhân đó buông tay thiện tài, thiện tài đồng tử liền thấy thân mình vẫn ở chỗ cũ. Lúc đó vị tiên nhân tìm một cổ xa buông tay thiện tài đồng tử, thiện tài đồng tử liền thấy thân mình vẫn ở chỗ cũ, chẳng đi đến mười phương thế giới. Đó là xa gần vô ngại, niệm kiếp viên dung đều là sức lực pháp môn viên giáo thiện hữu. Do đó có câu: một niệm làm vô lượng kiếp làm một niệm, chẳng rời chỗ của mình mà đến khắp mười phương. Cảnh giới của kinh Hoàng Nghiêm huyền diệu như vậy đó, không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời bàn luận. Bấy giờ vị tiên nhân đó bảo thiện tài rằng: thiện nam tử, ngươi có ghi nhớ chăng? Thiện tài nói: dạ nhớ, đó là nhờ sức của đức thánh thiện tri thức. Lúc đó vị tiên nhân tỉ mục cổ xa hỏi thiện tài đồng tử rằng: thiện nam tử, người có ghi nhớ cảnh giới vừa mới trải qua chăng? Thiện tài nói: dạ con nhớ, đó là nhờ sức của đức thánh thiện tri thức cho nên mới khiến cho con nhìn thấy được cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế. Tiên nhân nói: thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát Bồ Tát Vô Thắng Tràng này, như các đại Bồ Tát thành tựu tất cả tam muội thủ thắng, tất cả mọi thời đều được tự tại trong khoảng một niệm sinh ra vô lượng trí huệ của chư Phật, dùng đèn trí huệ của Phật để trang nghiêm chiếu khắp thế gian một niệm và khắp cảnh giới ba đời. Phần thần đi đến cõi nước mười phương, trí thân vào khắp tất cả pháp giới, tùy tâm chúng sinh khắp hiện ra ở trước họ, quán sát căn hạnh của họ mà làm lợi ích, phóng quang minh thanh tịnh rất đáng ưa thích, mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó, nguyện thủ thắng đó, cõi trang nghiêm đó, cảnh giới trí huệ đó, sở hành tam muội đó, thần thông biến hóa đó, giải thoát du hí đó, thân tướng khác biệt đó, âm thanh thanh tịnh đó, trí huệ quang minh đó.
Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa nói, thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn giải thoát Bồ Tát vô thắng trạng này. Như tất cả các đại Bồ Tát đã thành tựu tất cả tam muội thù thắng, tất cả mọi thời đều được tự tại, trong khoảng một niệm sinh ra vô lượng trí huệ của chư Phật, dùng đèn trí huệ của Phật để trang nghiêm, để chiếu khắp tất cả thế gian, dùng một niệm vào khắp cảnh giới ba đời, quá khứ hiện tại, vị lai, lại có thể phân thân đi đến cõi nước mười phương. Có thể dùng trí huệ thân vào khắp tất cả pháp giới, tùy thuận tâm chúng sinh, khắp hiện ra ở trước họ, lại quan sát căn hạnh của chúng sinh mà làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, lại phóng ra quang minh thành tịnh rất đáng ưa thích, đủ thứ cảnh giới như vậy mà ta làm sao biết được, diễn nói được những hạnh công đức đó, nguyện thủ thắng đó, cõi Phật trang nghiêm đó, cảnh giới trí huệ đó, sở hành tam muội đó, thần thông biến hóa đó, giải thoát du hí đó, thần tướng khác biệt đó, âm thanh thanh tịnh đó, trí huệ quang minh đó, những cảnh giới không thể nghĩ bàn đó, ta làm sao nói hết được. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một thôn xóm tên là Isana, có vị Bà La Môn tên là Thắng Nhiệt, người đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa nói tiếp, thiện nam tử, ở hướng nam này có một thôn xóm tên là Isana, có vị Bà La Môn tên là Thắng Nhiệt, người đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử hoan hỉ vui mừng đảnh lễ tiên nhân, đi nhiễu quanh vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ đi về hướng nam. Lúc đó thiện tài đồng tử hoan hỉ vui mừng vì nhờ tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa mà đắc được pháp ích thù thắng, cho nên hướng về vị tiên nhân đảnh lễ rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng thiện tri thức, sau đó hướng về vị tiên nhân tử tạ đi về hướng nam tìm vị thiện tri thức khác. 9. Bà La Môn Thắng Nhiệt, Phó Thác thứ 9, Phường Từ Trụ. Bấy giờ thiện tài đồng tử do nhờ giải thoát Bồ Tát Vô Thắng Tràng chiếu đến, nên trụ thần lực không thể nghĩ bàn của chư Phật, chứng được giải thoát thần thông trí không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, đắc được tam muội trí huệ quang minh không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, đắc được tam muội trí huệ quang minh huân tù tất cả mọi thời, đắc được biết rõ tất cả cảnh giới, đều nương theo tưởng trụ tam muội trí huệ quang minh, đắc được trí huệ quang minh thủ thắng tất cả thế gian, nơi tất cả mọi nơi đều hiện thân mình, dùng trí huệ cứu kính nói pháp bình đẳng không hai không phân biệt, dùng trí sáng tịnh chiếu khắp pháp giới, phàm ai nghe pháp đều nhẫn thọ được tin hiểu thanh tịnh, đối với tự tánh của pháp quyết định thấu rõ, tập luôn chẳng bỏ diệu hạnh Bồ Tát. Lúc đó thiện tài đồng tử do nhờ môn giải thoát Bồ Tát Vô Thắng Tràng chiếu sáng, nên trụ sức thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn của chư Phật, chứng được giải thoát thần thông trí huệ không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, lại đắc được tam muội trí huệ quang minh không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, lại đắc được tam muội trí huệ quang minh huân tu tất cả mọi thời, lại đắc được biết rõ tất cả cảnh giới đều nương vọng tưởng mà trụ tam muội trí huệ quang minh, nếu không có vọng tưởng thì sẽ minh bạch tất cả cảnh giới đều không. Thiện tài đồng tử lại đắc được trí huệ quang minh thủ thắng tất cả thế gian, lại có thể đối với tất cả mọi nơi đều hiện thân, dùng trí huệ cứu kính diễn nói pháp bình đẳng không hai không phân biệt. Ngài lại dùng trí huệ quang minh thanh tịnh chiếu khắp hết thảy pháp giới, bất cứ nghe được pháp Ngài đều hoàn toàn nhẫn thọ được mà chẳng sợ hãi. Ngài lại có niềm tin hiểu biết thanh tịnh, đối với tự tánh của pháp đủ sự quyết định thấu rõ, chẳng có chút nào hàm hồ hoài nghi, trong tâm luôn luôn chẳng bỏ diệu hạnh của Bồ Tát tu hành. Cầu nhất thiết trí vĩnh viễn chẳng thối chuyển, đắc được mười lực trí huệ quang minh, xin cầu diệu pháp thường không nhàm đủ, dùng tránh tu hành vào cảnh giới của Phật, sinh ra vô lượng trang nghiêm của Bồ Tát, vô biên đại nguyện đều đã thành tịnh, dùng trí huệ vô cùng tận, biết vô biên lưới thế giới, dùng tâm không chấp nhược để độ vô lượng biển chúng sinh, thấu rõ vô biên cảnh giới các hạnh của Bồ Tát, thấy đủ thứ sự khác biệt của vô biên thế giới, thấy đủ thứ sự trang nghiêm của vô biên thế giới, vào vô biên thế giới cảnh giới vi tế, biết đủ thứ danh hiệu của vô biên thế giới, biết đủ thứ lời nói trong vô biên thế giới, biết vô biên chúng sinh đủ thứ kiến giải, thấy đủ thứ hạnh của vô biên chúng sinh, thấy hạnh thành thục của vô biên chúng sinh, thấy tư tưởng khác biệt của vô biên chúng sinh. Thiện tài đồng tử vì cầu nhất thiết trí huệ mà tâm vĩnh viễn chẳng thối chuyển, Ngài lại đắc được mười lực trí huệ quang minh của Phật, thời thời khắc khắc siêng cầu diệu pháp, tâm thường không khi nào nhàm đủ, lại dùng chân tránh tu hành để vào sâu cảnh giới của Phật, hay sinh ra vô lượng trang nghiêm của Bồ Tát, vô biên đại nguyện đều đã hoàn toàn thanh tịnh viên mãn, lại dùng trí huệ vô cùng tận, biết rõ vô biên lưới thế giới,
Mỗi thế giới và những thế giới khác nhất trí với nhau hình thành vô biên lưới thế giới. Lưới thế giới này tuy xen lẫn phức tạp, nhưng làm thành lưới thế giới, lại nói chúng sinh đủ thứ nghiệp, thế giới vô lượng thứ, chấp trước sinh trong đó, thọ khổ vui khác nhau, tất cả cõi nước đều do tâm chúng sinh hiện ra, chúng sinh có nghiệp khác nhau, nên thọ quả báo và cõi nước mình ở khác nhau. Mà thiện tài đồng tử đã minh bạch vô biên lưới thế giới này, Ngài lại dùng tâm không khiếp nhược để độ vô lượng biển chúng sinh. Ngài thấu rõ vô biên cảnh giới các hạnh của Bồ Tát, Ngài thấy vô biên thế giới đủ thứ sự khác biệt, thấy vô biên thế giới đủ thứ sự trang nghiêm. Đó là các cõi không nghĩ bàn, thế giới không bờ mé, đủ thứ trang nghiêm đẹp, đều do sức đại tiên. Lại nói tạp nhiễm và thanh tịnh, vô lượng các thứ cõi, tùy tâm chúng sinh khởi, sức Bồ Tát gia trì. Ngại lại vào những cảnh giới vi tế của vô biên thế giới, lại biết đủ thứ danh hiệu của vô biên thế giới, lại biết đủ thứ lời nói trong vô biên thế giới, lại biết đủ thứ kiến giải của vô biên chúng sinh, lại thấy đủ thứ hạnh của vô biên chúng sinh, lại thấy hạnh tu hành thành thục của vô biên chúng sinh, lại thấy tư tưởng khác biệt của vô biên chúng sinh. Thiện tài đồng tử nghĩ nhớ thiện tri thức, từ từ đi du hành, đến thôn xóm Isana, thấy vị thắng nhiệt đó tu các khổ hạnh cầu nhất thiết trí. Bốn phía đều có đống lửa lớn, cao như núi lớn, ở giữa có núi đa, cao vút vô cực, vị thắng nhiệt đứng trên núi đó nhảy vào trong đống lửa. Thiện tài đồng tử một lòng chuyên nghĩ nhớ lời dạy của thiện tri thức, từ từ đi du hành đến thôn xóm Isana. Isana dịch là trưởng trực, trưởng là biểu thị, khéo biết tam tế, trực là khéo biết thắng nghĩa. Thiện tài đồng tử nhìn thấy vị thắng nhiệt Bà La Môn đang ở đó tu các khổ hạnh cầu nhất thiết trí huệ. Bốn phía đều có lửa lớn cao như núi lớn, ở giữa lại có núi đao cao vút vô cực. Lúc đó vị thắng nhiệt Bà La Môn đứng trên núi đó nhảy vào trong đống lửa. Vị thắng nhiệt Bà La Môn đó thị hiện một thứ khổ hạnh của ngoại đạo Ấn Độ trong năm nhiệt, thành tiểu hạnh thắng nhiệt. Ngài chẳng bị phiền não làm nhiệt não nên thành thắng đức, lại chẳng nhiễm phiền não thành hạnh thành tịnh. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị thắng nhiệt, chắp tay đứng mà nói như vậy: Đức Thánh còn trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vị thắng nhiệt, chắp tay lại mà đứng, bèn nói như vậy: Đức Thánh còn trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe vị tỷ mục cổ già giới thiệu ngài cho con, nói Đức Thánh ngài khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà diễn nói diệu pháp. Thắng nhiệt Bà La Môn nói: Thiện nam tử, này nếu ngươi có thể từ trên núi đao này nhảy vào trong đống lửa, thì các hạnh Bồ Tát đều được thanh tịnh. Thắng nhiệt Bà La Môn nói: Thiện nam tử, này nếu ngươi có thể từ trên núi đao này nhảy vào trong đống lửa lớn, thì tất cả các hạnh Bồ Tát đều được thanh tịnh.